Đây là bộ phim về thế giới tương lai khi công nghệ đã đủ tân tiến để can thiệp vào ký ức của con người. Và nhân vật chính là anh thợ hồ được cấy thêm ký ức mình là siêu điệp viên, đập tan âm mưu của một tổ chức xấu xa, giành độc lập và tự do cho những người dân vô tội. Total Recall, đây là Quaid. Anh Quaid năm nay 30 tuổi, nhà đẹp, vợ xinh, đường công danh long trời lở đất, kiểu ông này làm phá dỡ công trình. Cơ mà thích quái nào anh cứ thích thiếu thiếu, nên cứ đêm xuống là mơ lên sao hỏa với cô người tình họa mi tóc nâu. Sáng dậy anh Quaid hỏi vợ, có muốn đi sao hỏa chơi không? Như mọi người phụ nữ, Laurie, vợ của Quaid sử dụng khả năng ngoại cảm, hỏi con tóc nâu đấy là con nào. Anh Quaid cũng không biết, thế là bị vợ giận mà thôi. Vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Anh Quaid lại khăn gói đi làm như mọi hôm. Trên tàu điện, anh xem được một quảng cáo về công ty Recall, cung cấp dịch vụ cấy ký ức giả để giải tỏa tâm trí, dành cho người thiếu thời gian hoặc nghèo. Đến chỗ làm, Quaid chia sẻ cho anh bạn đồng nghiệp về dự định cấy ký ức lên sao hỏa cho nó đỡ bứt rứt, nhưng bị bạn can ngăn vì sợ anh gặp phải biến chứng. Cơ mà anh Quaid đã quyết định, thế nên là hết giờ làm, anh đến Recall, order ngay một ký ức theo yêu cầu. Thằng cha sale còn quảng cáo ngay gói mở rộng cho anh ký ức trở thành siêu điệp viên, sóng đôi với người đẹp tóc nâu, thực hiện nhiệm vụ bí mật trên hành tinh đỏ, tất nhiên là với cái giá ưu đãi. Cơ mà người ta chưa kịp cấy ký ức vào đầu anh thì anh Quaid đã vùng vẫy, làm nhảm gì đấy về việc Recall làm lộ vỏ bọc của anh. Sau một hồi vật lộn tiêm thuốc an thần cho anh bớt nóng, chuyên viên cấy ghép nhận ra đầu anh Quaid đã toàn là ký ức giả. Nhân viên công ty thần hồn nát thần tính, sợ dính vào vùng tối của chính phủ, hoàn lại tiền, xóa ký ức về cuộc hẹn trong đầu của anh Quaid, rồi thả anh lên bắt Grab về nhà. Sau khi vừa xuống xe Grab, anh Quaid gặp anh bạn đồng nghiệp, người vừa nói hai câu đã rút súng ra, gọi người bắt anh vào góc tối. Anh Quaid hoảng lắm, nhắm mắt đưa chân, đánh bừa cũng cướp được súng, rồi xử đẹp cả bọn. Anh chạy về nhà, kể với vợ về những chuyện đã xảy ra, nhưng Laurie lại nghĩ rằng đám Recall đã làm anh loạn trí. Anh đành hai bàn tay của anh đầy toàn máu cho vợ xem, rồi vào phòng tắm rửa tay. Ở ngoài, vợ anh bỗng gọi điện cho một người đàn ông lạ mặt. Ngay khi vừa rời khỏi phòng tắm, anh Quaid đã bị một bóng đen cầm súng bắn. Anh lao vào vật lộn thì nhận ra cái bóng không ai khác chính là vợ anh. Sau một hồi ẩu đả, ăn một quả bí vào đâm, anh Quaid đã giành được khẩu súng, buộc vợ anh phải tiết lộ sự thật rằng thực ra cô là điệp viên, được cài và làm vợ anh để theo dõi. Chứ cuộc hôn nhân này là giả, thân phận này là giả, đến ngay cả ký ức của anh cũng tất cả đều là giả hết. Vợ anh cố câu giờ để chờ người trợ giúp, nhưng Quaid đã nhận ra, đánh ngất Laurie rồi bỏ trốn. Các đặc vụ khác tìm đến nơi, và hóa ra ông đầu hói này chính là Richter, chồng thật của Laurie. Các đặc vụ đuổi theo Quaid nhưng bị anh cắt đuôi trên tàu điện ngầm, cay cú trở về. Chồng thật của Laurie bị sếp mắng rằng lão cần Quaid sống như kế hoạch đã định, nhưng bị ông chồng thật lờ đi. Rõ ràng là không ai muốn thằng đêm nào cũng đè vợ mình ra toàn mạng cả. Họ tiếp tục truy dấu Quaid rồi lên xe đuổi theo tín hiệu theo dõi. Quaid trốn trong khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông bí ẩn. Ông ta dạy Quaid cách làm nhiễu tín hiệu theo dõi bằng cách quấn khăn ướt quanh đầu. Ông ta cũng để lại cho Quaid một chiếc vali, bên trong có tiền, căn cước giả và vài thiết bị điệp viên, cùng với chiếc tai nghe One Audio Pro C, chiếc headphone không dây đến từ tương lai, trợ đầm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bầy sống động. One Audio Pro C mang cả dàn âm thanh 1900 vào trong hai lỗ tai bạn, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, vô cùng trẻ trung, đeo lên áo tu đẹp trai. Thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer. Mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá lên đến 299k. Mua đây. Cùng với một đoạn video tin nhắn từ chính bản thân anh. Nhưng trong video anh tự giới thiệu mình là Hauser, một siêu đặc vụ của chính phủ, thực hiện nhiệm vụ nằm vùng trên sao hỏa, nhưng lỡ đem lòng yêu người phe cách mạng, nên đã bị xóa ký ức rồi đẩy xuống trái đất quản thúc. Hauser chỉ quét cách gỡ thiết bị theo dõi trong đầu anh, rồi chỉ Quaid lên sao hỏa, vừa đi vừa nhớ lại ký ức của Hauser, dùng chúng chống lại Cohagen, lão bạo chúa của sao hỏa, cũng là người đã đẩy anh xuống trái đất. Quaid hóa trang thành một bà béo, bỏ trốn lên sao hỏa. Richter đuổi kịp được Quaid, nhưng lại bị anh cắt đuôi thêm lần nữa. Ông đặc vụ bị Cohagen gọi đến mắng, vì chính những vụ việc lôi thôi như thế này sẽ giúp Quaid tìm được đến chỗ quân cách mạng, điều đó sẽ giúp họ giành chiến thắng, hất cẳng lão khỏi việc đào quặng hiếm cũng như bán dưỡng khí tươi trên sao hỏa. Trở lại với Quaid, trong khi kiếm phòng nghỉ, anh được thông báo là trước đây Hauser đã ký gửi một kiện hàng tại khách sạn. Trong kiện hàng chẳng có gì ngoài một tờ rơi quảng cáo phố đèn đỏ, kèm lời nhắn tìm một người tên Melina. Anh lên xe taxi, được ông tài xế tên Benny dẫn đến Venusville, nơi có phố đèn đỏ trong tờ rơi. Benny cũng giải đáp thắc mắc của Quaid rằng chính vì trên sao hỏa dưỡng khí khan hiếm, phóng xạ nhiều, nên có khá người bị đột biến thành dị nhân. Ông lái xe dẫn Quaid đến một cái nhà thổ, thì hóa ra Melina là nhân viên toàn thời gian ở đây. Thật kỳ lạ, Melina giống hệt cô gái tóc nâu mà anh gặp trong mơ. Melina dẫn Quaid vào chỗ kín, tát anh một cái rõ đầu. Cô vừa mừng vừa giận vì tưởng anh đã bị Cohagen giết chết, thế mà anh vẫn sống sờ sờ thì rõ là phải vui. Cơ mà còn sống mà không inbox cho Melina báo cô một tiếng nên giờ bị giận. Mỗi tội anh giờ có còn là thằng Hauser bị Cohagen bắt đâu.
Giờ anh đã bị xóa trí nhớ và tên là Quết. Anh giải thích sơ sơ cho Melina về những chuyện đã xảy ra, về chuyện anh bị gài vào một cuộc sống giả, có một công việc giả, lấy vợ giả. Không biết những điều trên có lọt tai Melina hay không, cơ mà vụ lấy vợ thì có. Melina nổi đoá, cô cóc cần biết vợ thật là vợ giả, cáu là cáu. Đuổi anh đi trước khi Quết kịp giải thích. Quết trở về phòng khách sạn trong ngao ngán thì bị một người đàn ông lạ mặt tìm đến. Ông ta tự giới thiệu mình là tiến sĩ Eshma, người đứng đầu Recall, đến đây để nói chuyện với anh. Ông tiến sĩ già với đôi đít trai giải thích với Quết rằng tất cả những gì xảy ra từ lúc anh đến Recall đến giờ đều nằm trong đầu anh. Ký ức được cấy ghép đã làm Quết loạn trí, chứ thực ra thân thể của anh vẫn đang nằm trên ghế. Chuyến hành trình điệp viên ảo lòi này tất cả là do anh tưởng tượng ra. Giờ Quết phải nghe theo lời tiến sĩ thì mới mong thoát khỏi giấc mơ như thật này. Không thì tí nữa não anh sẽ hỏng và Quết sẽ dành cả phần đời còn lại để sống như một người thực vật. Ông tiến sĩ dắt theo cả Lori cho thêm phần thuyết phục. Tiến sĩ Eshma khuyên Quết, anh còn cả cuộc đời phía trước, mơ ngủ mãi làm gì cho thiệt thân, dậy còn về nhà với vợ. Ông cho anh một viên thuốc đỏ, bảo uống vào là bước đầu tiên giúp anh tỉnh mộng. Cơ mà Quết không tin, nếu đây thực sự là mơ, tại sao ông tiến sĩ lại đổ mồ hôi hột? Chắc chắn là ông xạo chó. Rõ ràng là ông được Cohagen gài vào để lừa anh. Quết xử đẹp ông tiến sĩ, định bỏ chạy nhưng bị Lori và người của cô bắt. Lori cho Quết ăn bí, bí vào đa. Quết ngất đi vì đau, bị còng lại rồi giải đi. May sao có Melina đến giải cứu kịp thời. Cô phải đánh tay đôi với Lori, nhưng tiểu tam bị chính thất đánh ná thở, suýt thì bỏ mạng. Nếu như Quết không kịp tỉnh dậy trợ giúp, Quết bắn chết Lori, kéo Melina cùng chạy trốn. Họ tìm được anh tài xế taxi ban nãy, cùng nhau bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của các đặc vụ. Họ quay trở lại khu nhà thổ, được anh người đột biến chỉ cho địa đạo bí mật. Đặc vụ Richter đến nơi sau đó, đe dọa mọi người trong nhà thổ, nhưng mà bị phản kháng dữ dội. Lão Cohagen cho người rút đi, rồi phong tỏa cả Venusville, cắt nguồn cung dưỡng khí. Melina dẫn Quết đi gặp quân cách mạng, nói cho anh nghe về những điều ghê tởm mà lão Cohagen đã làm với những công dân đào mỏ, chỉ để vét cho đầy túi. Một lúc sau, họ gặp được quân kháng chiến. Quết và Melina được đi qua, nhưng Benny là người lạ nên họ có chút chần chừ. Để xóa bớt nghi ngờ, Benny để lộ ra anh ta cũng là người đột biến, không phải ngạ. Ba người được anh lính dẫn vào trong một phòng họp bí mật gặp George, người sẽ dẫn anh đi gặp thủ lĩnh Kuato của quân kháng chiến. George dẫn Quết vào trong phòng kín, cởi áo ra. Hóa ra Kuato không ai khác là người em song sinh dính liền mọc trên bụng của George. Kuato sử dụng dị năng ngoại cảm, đọc suy nghĩ Quết, tìm thấy hình ảnh của một hệ thống máy móc ngoài hành tinh cổ đại, nằm sâu trong mỏ. Không biết nó sẽ là gì, chỉ biết nó sẽ phản ứng với tất cả quặng hiếm trên sao hỏa. Có lẽ nó chính là thứ sẽ giúp Kuato và quân kháng chiến thắng lợi. Chưa kịp xem thêm có gì không thì một trận động đất xảy ra. Vì một lý do nào đó, quân của lão Cohagen đã tìm được căn cứ này, khoan đường vào tấn công quân kháng chiến. Quyết đánh thức George. Cùng với George, Melina và Benny bỏ chạy. Họ định trốn ra ngoài bề mặt sao hỏa thì Benny bỗng trở mặt, bắn George gục xuống. Hóa ra hắn chính là gián điệp mà lão già cài vào, phát tín hiệu cho quân đến tiêu diệt những người cách mạng. Trong lúc Kuato đang hấp hối, cầu xin Quyết kích hoạt cỗ máy cổ đại, Benny mở cửa cho Richter. Richter bắn chết Kuato và áp giải đôi trai gái đến chỗ lão Cohagen. Cohagen chúc mừng Quyết, nói rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, dù đoạn đầu có hơi lôi thôi vì anh đến Recall quá sớm. Trong lúc Quyết còn đang ngớ người, không hiểu Cohagen đang nói cái gì, thì lão bật cho anh xem một đoạn băng do Hauser ghi lại. Trong lúc đang khoác vai bá cổ với lão già, hóa ra đây là một kế hoạch chồng kế hoạch. Hauser vốn là bạn thân của Cohagen, tình nguyện bị tẩy não để tự thâm nhập vào quân nổi dậy. Chính việc bị tẩy não của hắn sẽ lừa được khả năng đọc suy nghĩ của Kuato, giúp lão già khoanh vùng và tiêu diệt hết những kẻ đầu não. Giờ Kuato đã chết, lão Cohagen sẽ khôi phục lại trí nhớ cho Hauser, đồng nghĩa với việc nhân cách Quết của anh sẽ bị xóa sổ. Cohagen sai lính lác đến khóa Quết vào máy cấy ký ức, tiện tay cho Melina vào một cái máy khác, tẩy não cô thành đồ chơi cho Hauser luôn. Trong lúc các chuyên viên đang chuẩn bị bấm nút tải lại ký ức, Quết dùng hết sức bình sinh giật đứt cùng tay, tiêu diệt đám chuyên viên vừa kịp lúc cứu Melina ra ngoài. Họ cùng nhau chạy đến khu mỏ, trong khi người ở Venusville sắp chết cả thể vì lão Cohagen định cho họ chết ngạt luôn. Thế thì tại sao Quết lại dẫn Melina đến khu mỏ? Vì những cỗ máy cổ đại đó khi phản ứng với quặng hiếm sẽ sinh ra dưỡng khí free, đồng nghĩa với việc người dân không phải chết vì đào quặng, cũng không phải mua oxy từ lão già, từ đó lật đổ được ách thống trị của lão. Benny dùng máy khoan tấn công đôi trai gái, nhưng bị Quết tiêu diệt bằng máy xay sinh tố. Họ đến được mỏ quặng thì bị Richter chặn lại. Anh sử dụng công cụ điệp viên trong vali đầu phim, tạo ra ảnh lập thể để đánh lừa địch, rồi xả súng xám màu cả bọn. Anh đối đầu với Richter trên thang máy, rồi đẩy lão rơi xuống để chạy thoát. Quết lên được đến gần bộ điều khiển cỗ máy thì Cohagen đã chờ sẵn ở đó, cầm súng đe dọa Quết. Lão nói rằng cỗ máy mà kích hoạt thì cả hành tinh sẽ nổ tung. Cô nôn thì đừng có mà bấm vào. Melina lại một lần nữa giải cứu anh, bắn lão Cohagen đo đất, cực chẳng đã. Lão già kích hoạt quả bom cài sẵn, định đồng quy vô tận với Quết và Melina. Anh nhanh tay ném nó vào ống thông gió, nhưng vụ nổ đã làm vỡ đường ống, gây ra chênh lệch áp suất hút mọi người ra.
cậu Hagen bị hút vào đường ống, bắn ra ngoài bề mặt sao Hỏa, vừa ngạt vừa bỏng do phóng xạ, chết. Lực hút càng ngày càng mạnh hơn, khiến Quyết phải nghiến răng nghiến lợi mới kích hoạt được cỗ máy. Trước khi anh và Melina bị hút ra ngoài, tưởng như Quyết và Melina sẽ chịu chung số phận với lão già, thì cỗ máy ngoài hành tinh kích hoạt kịp lúc, biến tất cả quặng hiếm trên hành tinh thành không khí, vừa cho mọi người thở, vừa tạo thành bầu khí quyển chặn phóng xạ vũ trụ. Sao Hỏa hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của lão Cohagen, mở ra một chương mới cho hành tinh đỏ. Quyết và Melina tay trong tay dưới bầu trời xanh, anh chợt cảm thấy bồn chồn, nhớ đâu tất cả những gì vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ. Well then kiss me quick before you wake up. Đấy, giờ thì mơ hay thực cũng không còn quan trọng nữa. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.